Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình góp nhận 100 triệu token có kỳ hiệu là XMX từ dán Martin Card. Để tham gia giao hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở link mở Telegram muốn start chatbot nha bạn. Rồi, các bạn click trang nha bạn. Quy. Quy IKT. Rồi chatbot. Rồi. Mình sẽ nhận được 100 triệu token MX XMX nha các bạn. XMX này các bạn bấm vào zone này drop. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn zone kim gấp này. Rồi. Các bạn zone sao các bạn. Airdrop này sắp kết thúc, sắp end. Tiếp tục các bạn zone tiếp kênh seller nè. Rồi, tiếp tục các bạn up lại nè. Các bạn follow Twitter nữa nè. Xin tạo cái tên đó các bạn theo dõi nè. Tốc cần này các bạn like nè các bạn à, xin tạo cái tên đó các bạn like và chích dẫn chứ bị giết cái game người ta các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào hoặc là gì nè. Hoặc là đã bình luận gì, có bình luận gì các bạn. Like 5-2-3 đi, rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi, bạn bấm vào nút submit tên nè. Tiếp tục bấm don nè. Tiếp tục bạn gửi lên đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình nha. Trên tại Twitter bạn nhập cho ba anh cùng nhập một hồ sơ nè. Các bạn bấm vào chia sẻ trên cùng nè, bạn xác chất liên kết nè. Bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ USB sở mã trên bet 20 nha các bạn. Bạn sao chép địa chỉ nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn mình sẽ tiếp cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, như vậy mình đã nhận được 100 triệu cần MC nè. Rồi các bạn lấy ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tiếp cần nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.